Xin chào tất cả anh chị. Sau bữa tối thì em Nhung lại tiếp tục sử dụng hà thủ ô. Và hà thủ ô bên em Nhung thì là hà thủ ô đỏ, vo viên và kết hợp với mật ong nguyên chất. Cái vị của nó rất là dễ ăn và chúng ta có thể nhai nhẹ, hoặc là anh chị nhai dối ra và chúng ta có thể sử dụng với nước để cho nó nhanh hơn anh chị nhá, đều được. Em biết rằng là hà thủ ô thì nó không còn là mới mẻ nữa, và rất là nhiều anh chị đã trải nghiệm, cũng như là có nhiều người đã sử dụng hà thủ ô, và cũng như là rất là nhiều anh chị dù là chưa dùng nhưng mà chúng ta đều biết rằng là gì ạ, qua các kiến thức về sách vở thực tế thì chúng ta đều biết rằng hà thủ ô là nó rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giúp chúng ta cải thiện các vấn đề về tóc, về da, rồi là giúp chúng ta bổ máu rất là tốt. Em Nhung cũng biết điều đó ngay từ khi còn nhỏ, và mình không nghĩ rằng bây giờ mình sẽ được dùng nó và cần phải sử dụng nó. Em Nhung dùng để bổ máu, giúp cho máu huyết của chúng ta lưu thông tốt hơn, tuần hoàn tốt hơn, và đặc biệt là cải thiện cái vân tóc của mình nữa. Tóc của em Nhung cũng khá là mỏng, và ở sau cái đầu của em Nhung ấy thi thoảng thì cũng có vài sợi tóc bạc rồi, do là mình cũng hay suy nghĩ chằn chọc nhiều anh chị, nên mà em Nhung sẽ sử dụng hà thủ ô đều đặn, kiên trì trong vòng 3 tháng để thay đổi. Và với anh chị em nào mà chúng ta bị tình trạng là tóc bạc sớm, chúng ta hàng tháng, vài tháng chúng ta phải đi chấm chân tóc, chúng ta phải đi phủ bạc, nó cũng khá là tốn tiền đúng không ạ? Không những thế thì những cái chúng ta sử dụng những cái hóa chất đó, nó vừa ảnh hưởng đến cái chất tóc của chúng ta, ảnh hưởng đến cái da đầu của chúng ta về lâu về dài. Nên em Nhung khuyên chân thành mọi người hãy kiên trì và đều đặn với nó để thay đổi từ tóc bạc sang tóc đen chỉ sau 6 tháng anh chị nhá. Rất là nhiều người đã dùng hà thủ ô rồi nhưng mà không đem lại kết quả gì, và có nhiều người đã dùng rồi nhưng mà không thấy được cái lợi ích, cái công dụng của nó. Thì em Nhung khuyên chân thành mọi người hãy dùng sử dụng cái sản phẩm hà thủ ô bên em Nhung. Đây là một cái sản phẩm mà được chế biến rất là kỹ càng, và đặc biệt cái hà thủ ô để mà mang lại cái kết quả ấy, thứ nhất là củ nó phải trên trọng lượng của củ phải trên 2 kg trở lên, và cái điều nữa đó chính là cái cách sơ chế, người khử độc tính này, bởi vì là tính bản tính của cái dạng bản chất của hà thủ ô là nó có độc, nên chúng ta cần phải xử lý được cái khâu này và trưng theo đúng nguyên tắc là trong đông y đó chính là cửu trưng cửu sái để đem lại cái một cái thành phẩm chất lượng, thì nó không hề đơn giản đúng không ạ? Nên mà anh chị bỏ cái hà thủ ô này, vo viên ra, chúng ta bỏ ra vào cốc nước thì anh chị sẽ thấy được cái màu nâu đỏ của nó rất là rõ rệt. Rất là nhiều anh chị sử dụng rồi có bị trộn đỗ đen này, rất là nhiều mọi người, và rất là rẻ. Nếu như mà anh chị biết về cái hà thủ ô thì nó không hề rẻ đâu anh chị. Cái loại nguyên miếng mà người ta đã sơ chế rồi ấy, thì là nó có giá là trên 1 triệu cơ đó. Nên mà không thể có được một cái lọ mà chỉ có 50.000 hoặc 100.000 gì đó đúng không ạ? Em Nhung mong muốn rằng là khi anh chị đã mất công sử dụng rồi, khi mà mình đã bỏ tiền ra rồi, thì mình phải dùng mang lại cái kết quả cho mình.